Wow, giờ căn phòng nhìn đẹp hơn rồi. Vàng thiệt là vàng, không trống rỗng nữa. Không, đây là phòng màu hồng, là cho Mia. Mình thích ngôi nhà này. Tôi có phòng màu xanh lá. Mình thích màu vàng. Vậy ai trong phòng màu xanh dương? Là một chú mèo con. Một con mèo. Trong này không có gì, chán quá đi. Màu xanh lá. Mình lấy màu vàng. Màu vàng. Màu xanh cho bé mèo. Wow, giờ căn phòng nhìn đẹp hơn rồi. Vàng thiệt là vàng, không trống rỗng nữa. Mở ra nào. Ồ, ống đồ chơi. Hãy chọn màu nào đi. Xin chào Mia. Chào. Mình làm cái nón. Mình không thích chanh. Đưa cho mình cái khác đi. Spaghetti. Màu vàng ngon hơn. Thức ăn màu vàng ngon hơn. À ha, đây là gì thế? À, có phải là một chai thạch không? Hãy thử nào. Wow, nhìn thích quá. Ngon.
ngon thật đấy. Lá thạch trái cây. Ngon quá. Những cái này là của mèo con đấy. Mình thích cháu. Sô-cô-la của chúng ta màu vàng xanh lá. Em có màu hồng nè. Tuyệt. Cái này cho bé mèo.